Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Minecraft Sky Factory 1. Trong tập trước thì chúng ta đã có được một cái chỗ để xử lý những cái phần hột giống còn dư ra, chuyển thành những cái Inferium Essence luôn. Và mình cũng đã chuyển lại những sợi dây của Cyclic. Là tại vì cái cục Seed Reprocessor này á, nó không có xài được cái dây kia. Trong tập trước chúng ta gắn cái dây chuyển từ trên cái drawer xuống thì được, nhưng mà từ cái máy nó đi ngược lên nó không chạy ra. Và mình phải gắn sợi dây này thì nó mới chạy ra nè. Đó, nó vừa nấu xong cái nó chạy đi luôn, không còn thấy nữa. Ngộ vậy đó. Ở đây mình có dây rồi có thêm mấy cái đầu extractor quá chừng luôn, không có nào xài được trơn hết đó. Chuyển lại sợi dây này, đảm bảo luôn. Trong đây chạy rất là ổn ha. Giờ ta sẽ cần phải xử trên đây. Trên này đã xử rồi thì chơi lại luôn. Item cable. Cái này cần phải kéo điện lên. Thì mình đang suy nghĩ coi kéo điện làm sao cho nó đẹp. Tại vì kéo điện mà không đẹp nhìn nó kỳ cục lắm. Giờ đơn giản nhất, chúng ta sẽ kéo điện ở phía bên dưới. Xong rồi đi ngang qua đây một cái nó chạy lên chỉnh. Kéo như vậy nè. Cắn vô. Và chỗ này có rớt xuống thì cũng không sao ha. Giờ mình ghê lắm. Mình không thể nào mà mình bị té xuống dưới đó mà xỉu được hết á. Ở nhà có bảo hiểm. Có dây bảo hiểm hết rồi. Ta kéo chỗ này ra một cái đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đây là đường lên. Và đường này là đường gọi là trò chơi cảm giác mạnh. Đi ra đây là bao cảm giác mạnh luôn. Cắm cây đuốc một cái. Và để cho thêm miếng này đi, cho nó có cảm giác an toàn. Đó, giờ đưa lên đây. Từ đây chạy lên đây chắc chắn là đầy. Giờ phải cho cục này vô. Ta phải cho công thức vô một cái, nó mới hiểu. Còn không cho công thức thì nó không hiểu. Rồi bây giờ dục ra có rớt ra ngoài không đây? Vừa vừa thôi. Giờ mình đã có chế tạo thêm 3 cục nữa nè. Bây giờ nó cần require redstone. Không cần require redstone thì nó sẽ chạy ngay vào luôn. Rất là đơn giản ha. Chỉ như vậy thôi. Đơn giản vô cùng. Và nó sẽ chạy một vòng. À khoan. À ha. Làm cho nó chạy một vòng thì nên chuyển sang cái góc này. Để đến đây chạy lên trên. Cái dây này khi nó kết nối vô á, nó không có thể hiện cái đường vô. Nhưng mà đồ chuyển qua được luôn. Wireless không dây sướng lắm. Tiếp tục. Chúng ta sẽ cần phải có một cái cục ở giữa trước. Để mình gắn 3 cục vô. Và tất nhiên là phải cho thêm cây đuốc lên phía trên. Đề phòng trường hợp là nó có xuất hiện quái trên cái cục đó. Đầu bên đây, đầu bên đây. Và đập ra. Đưa là đây. Dây đỏ đâu. Cắm lên trển. Cắm hoàng bên. Ok luôn. Chúng ta sẽ có một cái dòng đi lên. Thì đi từ Inferium lên tới Prentium, Theathium. Rồi tới gì nữa? Coi lại. Coi lại. Theathium. Rồi tới Imperium. 1, 2, 3, 4. Mở lên lấy thêm kim cương. À, kim cương đã lấy qua bển hết rồi. Phải cho xử lý thêm. Giờ cần có cái cục Infusion Crystal. Căng con mắt ra coi trong cái mớ này nó nằm ở đâu. Quen. Hết nè. Hết rồi. Chó này vô. Hết Inferium Essence á. Phải lấy qua. Khu vực này á, tại vì đây là một cái món vô cùng cần thiết kể từ thời điểm này trở về sau ha, cho nên mình sẽ ưu tiên rất là nhiều để có được một cái chỗ bắt đầu hoạt động đúng như cái mong muốn của mình trước. Chúng ta sẽ làm cái cục này luôn và thiếu kim cương. Rồi, thiếu kim cương thì cho làm thêm kim cương ngay và luôn. Mình đã có thêm kim cương, lấy ra. À, coi coi dọn cái gì được thì dọn mấy cái hộp giống này. Chúng ta cho qua một bên. Mình để cục đá anh trở rồi. À, bây giờ hộp giống này á, dục luôn. Nhiều rồi, dục luôn. Thoải mái. Để cục kim cương vô. Ta sẽ cần phải có ít nhất là 3 cái. Chế tạo được 1000 lần. Có những cái cao cấp hơn thì nó sẽ xài ít hơn. Còn cái nào ở cấp độ thấp hơn nó sẽ xài nhiều hơn ha. Đó là điều chắc chắn. Tại vì tốn rất là nhiều Inferium Essence thì mới nâng cấp lên được. Để đổi luôn đi. 996. Ủa,
Nó có tính không? Nó có giảm số lần không? Ôi ôi khoan khoan khoan, chuyện này vui. Chuyện này vui nha, nãy quên đi ha. Ôi nó không giảm số lần, rút ra 996 vẫn là như vậy. À quá, không giảm số lần rồi. Cho vô liền, cho vô liền và cho vô liền. Vẫn giữ y nguyên luôn. Đúng công thức Grab, đúng công thức Grab. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tôi khoái điều này đó. Bây giờ mình sẽ cần phải có thêm item cable một phát. Công thức này thật là đau đớn. Giờ ta sẽ cần phải chuyển từ đây lên trước nè. Từ đây lên thì ngắt cái đường này đi. Tắt cái đó đi. Cái đường màu vàng vậy là ngắt nè. Và vậy là đi lên. Mà đi lên chưa biết công thức. Đi lên Inferium là sai rồi đó. Ố về luôn. Rồi, coi cái filter coi. Filter, công thức của filter carbon fiber. À, bây giờ cần phải ngắt nó ra một cái trước. Nó như vậy là nó sai, quá sai rồi. Đâu có thể nào mà nó lấy cái đó đi được. Và cái Inferium Essence nãy bay ở dưới rồi. Rồi em đi xa quá luôn rồi. Bye bye em luôn rồi. Vậy là mình sẽ cần phải để nó ở đây trước. Cho công thức vô luôn đi. Đây. Lên được Tritium. Chúng ta sẽ cần phải có ít nhất là 3 bộ filter nữa. Cộng với những cái Essence có sẵn của mình. Để mình bỏ vô trong. Coi coi chắc thâu còn không. Còn 4 cục. 4 cục. Coi còn gỗ không. Bắt đâu. Còn luôn. Cho nấu gỗ lên. Nấu gỗ lên thì chúng ta sẽ có được. Nhưng mà thiếu giấy. Thiếu giấy rồi. À đây là lúc mà ta sẽ cần phải trồng mía. Trồng mía, trồng mía. Nãy mới bỏ đống hộp giống mía rồi còn không giờ. Vậy chưa. Bỏ một đống hộp giống mía luôn á. Mình nhớ là vẫn còn trong đây. Hên chưa. Mía đây có snack không vậy? Không có luôn. Bắt buộc phải trồng trên cát. Trồng trên cát thì đi lấy cát. Cát đây. Cát này lấy hơi nhiều rồi đó. Lấy xô nước. Một xô nước ít nhất cũng trồng được 4 phần. Đem qua bên này. Rồi tưới cây tăng tốc độ này nọ. Ít nhất cũng trồng được 4 cái ha. Chắc là mình sẽ để nó ở đây đi. Để mình coi coi cái tốc độ mía nó lớn như thế nào. Khi chúng ta để cây xương rồng ở đây á, nó lớn rất là nhanh. Rồi và nó chỉ ảnh hưởng cây trong đây thôi. Ảnh hưởng cây bên trong. Cái tầm hoạt động nó tới đây là hết. Nó không có ra ngoài đây. Cái xô này là 11 x 11. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng rồi. Vậy là đúng 11 luôn á. Vậy là ta có thể lấy mía. Không. Không, 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 không. Mía đâu có chạy vô trỏng được. Mấy cô không chạy vô đây. Ủa chứ cây mía đi đâu? Cây mía đi đâu thôi, không cần biết đâu. À, cái này trả lại cho tôi hết đi. Tôi không cần biết. Rồi cây mía đâu? Mía đây chứ đâu. Nó không có đi đâu được hết á. Thế nào nó cũng nằm trong này. Bây giờ ta kiếm mía một cách đơn giản. Đặt cục cát xuống. Xong rồi bỏ lên trển thôi. Đơn giản nè. Vậy là đơn giản nhất. Bỏ hộp giống lên. Phải có nước chứ. Phải có nước mới trồng được mía. Có nước. Đây luôn. Ok luôn. Để xuống. Để xuống và đập. Ủa sao nó bị đập bể vậy? Ồ. Có mất cục cát không? Có luôn nha. Khi trồng bằng hột giống quá nhiều thì cái cục cát bên dưới nó sẽ bể ra từ từ. Giống như nó bị mất chất dinh dưỡng vậy đó. Thấy không? Ồ và rồi. Đập ra. Mất tiêu. À dăng ra đây nè, nó mất luôn. Dăng ra đây thôi. Ok luôn. Chúng ta biết được thêm những điều thú vị. Giờ mình cần phải làm cái filter carbon fiber. Carbon fiber đây. Sợi carbon. Nó đây. Chín cái. Rồi. Pen. Một bộ. Ủa gì có một bộ vậy? Tôi còn nữa mà. Được. Hai bộ. Nó không gom lại. Bắt đâu. 1, 2, 3.
Còn nữa không? Hết rồi đúng không? À, nó còn cái gì trống vậy? Thuốc nhậm màu hồng. Purple đây, 6 cái. 6 cái đủ không? Ồ, vừa đủ luôn. Hay quá. Vừa đủ. Số lượng vừa đủ luôn. Rồi nâng cấp luôn, pen. Một cái filter. Rồi cần phải có sắt. Sắt nhỏ. Pen thấy xuống. Và thêm cái pen nữa coi. Đó, ba cái filter. Thì mỗi một cái filter chúng ta sẽ cần phải filter cái gì thì qua bên kia làm đi. Đừng làm bên đây. Làm bên đây hỏi hả, coi lại mệt lắm. Đây, đầu tiên ví dụ như là ta cần prudentium đúng không? Mở filter lên, filter. Và đây là gì? Allow. Allow là cho phép, nghĩa là whitelist. Bây giờ phải bấm ở trong này trước. Có prudentium. Rồi, whitelist cái gì thì cần phải chỉnh nó lại. Bấm vô cái cọng dây á. Bấm vô cái đầu kết nối. Cái đầu kết nối. Đâu rồi? Ta bấm vô cái đó không vậy? Đây nè. Rồi, và nó chỉ cho lên prudentium thôi. À, có thể hồi nãy là chuyển từ dưới lên, nhưng mà mình muốn chắc chắn 100% luôn. Cho nên mình sẽ không có cho nó ra cái gì nữa hết. Bây giờ always on. Mình lấy xuống cái kế tiếp. Chúng ta sẽ có bên đây. Mở lên. Đây là tritium. Rồi, và tritium rồi luôn. Ồ, bỏ vô chổng mất hả? Nó phải xài một cái hả? Chứ không phải nó lấy hình ảnh ảo thôi hả? Nó phải xài một cái luôn. Leo lên cái. Leo lên. Cái này cần, cái này là energy cable. Rồi, quay ngược lại. Để mình làm thêm mớ đất sét nữa thì ta mới có thể chuyển cái tritium này qua bên đây nữa. Mình đã có thêm đồ để làm được cái cable của Cyclic. Rốt cuộc cái món này lại xài ngon hơn những cái món khác. Cái tốc độ thì chúng ta chưa nói tới ha. Chúng ta chỉ nói tới cái việc là nó có thể kết nối được vậy luôn là quá khỏe. Rồi để leo lên cái. Trong đây, thẩm vô. Mở cổng dây lên. Ồ, có filter sẵn rồi. Nó có filter sẵn rồi. À, còn hai filter này cho bên kia. Ủa đúng không? Ủa sao kỳ vậy? Allow lít thiê thiêm action. Ủa là sao? Không lẽ mình làm dư ta? Không lẽ mình làm dư? Ở dư thì cũng không sao, dư xài cho chuyện khác thôi, không vấn đề gì. Mở bên đây lên. Thiê thiêm chuyển qua, đưa vô đây. 1, 2, 3, 4. Ok luôn, lên được Imperium. Lấy Imperium xuống. Ok vậy. Thôi bỏ vô nè. Nãy là mình bấm mở cái filter, chứ không phải là nó có sẵn. Nãy chỉ mở cái filter thôi. Mình tưởng nó có sẵn luôn á. Thấy làm lạ thiệt mà. Chúng ta gắn cái này vô một cái. Rồi đầu bên đây đi ra. Đầu bên này đi ra. Và cho cái gì vô? Imperium. Imperium này được nâng cấp lên. Này là package ha, nó đóng gói chính cái này lên. Thì action này chúng ta để vô và để đây lên được Insanium. Ok luôn, đã có Insanium. Vỗ tay. Một cách tự động ha, ta không cần phải làm cái gì hết trơn hết á. Ta sử dụng điện năng để cho nó chạy một cách tự động luôn. Thì bên dưới này nó chạy hơi chậm. Số lượng Inferium Action thì có rất là nhiều. Cái này không có xài được mấy cái Combustion Drawer nha. Combustion Drawer nó lên cái khối á, chứ nó không có lên cái cục này đâu. Cục này phải đưa vô cái Infusion Crystal. Và cũng không cần nhiều nữa. Chỉ cần một cục này thôi. Công thức này thật là thú vị. Bây giờ muốn nhanh á, là cần phải có nhiều mấy cái cục Crafting Machine mà xử lý cái Inferium Action để trở thành cái Prudentium thì nó sẽ nhanh hơn. Mình đã có 64 cục kim cương và 24 cục nữa ở đây. Đang cho kiếm thêm những cái phần Prosperity Shack. Ủa mà khoan, đang cho nghiền dust đúng không? Tại vì dust nhiều quá cho nên phải nghiền dust trước. Dust thì sẽ có được redstone là chủ yếu. Đâu, redstone ha. 12%. Bên đây sand cũng đã nghiền gần hết rồi.
Xem thì được Raspberry Shack. Còn Cravo này là mới có thêm nè. Ta sẽ có được kim cương. Bây giờ ta sẽ chạy qua bên kia. Mình đang gom hết tất cả những cái essence mà mình có ở trong cái refine storage đem ra luôn. Ở bên đây thì mình gắn thêm mấy cái cầu dao để tắt mở khi cần. Ta đang có 32 cái Supremium essence, lấy xuống. 32 cái Imperium lên trên này, 32 cái. Thì chủ yếu là 32 cái thôi, Purantium thì cả đống, không có lo. Bây giờ cần phải cất nó lên. Qua bên đây, ta sẽ cần phải chế tạo một bộ áo giáp mới. Xịn sò. Áo giáp mới. Chế tạo trong đây luôn. Đầu tiên là mình sẽ cần phải có sắt nữa. Sắt đây luôn, chuyển đổi. Chúng ta coi Mystical Agriculture. Áo giáp đâu? Đây rồi. Đây là áo giáp của Mystical Agriculture. Từ Inferium nâng lên từ từ, lên tới cấp độ Supremium. Thì ta sẽ làm cấp độ đầu tiên trước. Thì cần có bộ đồ kim cương trước á. Đủ chỗ không ta? Có thể không đủ chỗ để mình cất vô những món này. Bỏ ông đây cho nó có chỗ. Hết chỗ luôn rồi. Ở trong nhiều đồ quá, hết luôn. Chúng ta sẽ cần phải nâng cấp bên trong đó lên để chứa được nhiều hơn nữa. Và đồ kim cương thì nó rất là quen thuộc rồi ha. Áo giáp, quần này nọ. Đây là 24 cục kim cương để làm nguyên một bộ này. Rồi cái Prudentium là từ Inferium. Và phải đi từng cấp bậc, chứ không có phóng một cái dù lên trên Supremium được. Nó cần phải có cái Imperium nè. Để làm cấp độ đầu tiên trước. Cấp độ đầu tiên, chúng ta sẽ cần phải có hai cái Gemstone và hai cái Inferium ingot. Có 4 món thì mỗi thứ 8 cái. 8 cái. Cái này. Cái này làm hết chứ đúng không? Thôi giờ làm trước 8 cái đi. 8 cái. Tại vì làm hết á là cái base rồi. Nếu mà làm hết đủ không ta? Đủ không ta? Cái xác này hơi bị căng thẳng nha. Rồi tháo xuống coi. Ok luôn. Bây giờ 8 cái này, 8 cái Inferium nè. 8 cái và 8 cái pen lấy xuống. Cấp độ đầu tiên. Đây là Inferium, nón Inferium, áo Inferium, cái quần Inferium và cái chân Inferium pen. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ còn lại đây 4 cái. Vậy quất cái này lên luôn đi. Nâng cấp lên luôn. Làm mấy cục này. Cái bay thôi, đừng có bấm hết là khóc hận luôn á. Không đủ kìa, thiếu miếng rồi. Thiếu một miếng. Không đủ. Và còn bên đây ingot không đủ nữa. Prosperity Shack. Uh-oh luôn. Vậy là phải chờ xử lý thêm Prosperity Shack. Lấy hết mớ này đi luôn. Mình đã lôi hết tất cả những gì mình có để đem đi ra nghiền lọc thêm những cái phần Raspberry Shack. Bây giờ ta có thêm có sắt thêm ở đây. Sắt thì bao la ha, nghiền khoáng sản là có nhiều lắm. Rồi tiếp tục, ta sẽ phải lôi những cái này ra tiếp nè. Giờ nâng cấp cái này lên luôn. Để vậy không đúng. Để vậy mới đúng. Nhớ lộn, bình tĩnh. Rồi chia cái này ra một phát. 59 hả? 59. Khoan, không đủ. Còn, tưởng không đủ. Đây. Và pen Prosperity Shack 32 cái nữa. Giờ lôi hết mấy này xuống. Bắt đầu chế tạo. Ta sẽ có bộ giáp xịn sò nhất. Bộ giáp tối thượng. Mà muốn có bộ giáp tối thượng là phải đi qua những cấp độ bình thường trước ha. Giờ cần phải có 8 cái. Này phải chia làm 4 nữa. Nhưng mình đứng gần quá cho nên mình lụm đồn lum hết á. Đầu để kiếm 4 ô rồi để chia ra cho nó dễ. Ở đây, cái này chia làm 4, để lên. Cấp độ kế tiếp là Prudentium. 8 cục. Làm sao chia làm 4 nữa đây? Chia làm 4. Cho đơn giản á. Để lên đây một cái nữa. Nãy đựng tháo này xuống là được rồi. Áo giáp, kế tiếp pen Prudentium. Nâng cấp như vậy nhìn thấy nó thoải mái lắm đúng không? Nhưng mà cái khâu chuẩn bị để nâng cấp á, nó sẽ rất là phê. Tiếp theo là cấp độ của Tithium. Tithium đây. 8 cái trong này. Lấy xuống, đừng để cho nó gom lại. Nó gom lại thì phải chia ra nữa, mất công lắm.
Rồi, đây là cấp độ 3. Lấy ra. Ăn cấp độ 3 4 món. Cấp độ 4 nè. Cấp độ 4 là Imperium. Thêm mấy cục này nữa. Áo xuống. Và bên có được cái áo rồi nè. Áo này để ý là nó sẽ có ở trên đầu. Đâu rồi, nó có trên đầu nè. Nhìn nó chỉ chỉa lên, nhưng mà đội lên á thì nó chỉ khác màu thôi. Rồi ta tháo cái nón xuống. Đâu rồi, tiếp tục. Đây là cái quần đôi dài. Đây là bộ màu xanh ha. Chúng ta cất cái này vô đi. Cất cái nón này vô luôn. Cất cái chân này vô luôn. Cái chân này là sắp hết đất dụng võ rồi. Và đây là bộ áo màu xanh. Bận lên thì nó cũng như vậy thôi. Nó giống nhau hết á. Nó không có thay đổi hình dạng gì hết. Nó chỉ khác màu thôi. Và mình muốn là giữ cho nó không có bị hư. Nó bị hư nhiều khi nó không cho nâng cấp nữa, phiền lắm. Ta sẽ có được cấp độ Supremium. Cấp premium làm theo đúng thứ tự đi. Áo, quần và dài. Có dài đâu. Bing. Đỏ chót luôn. Đây là nguyên một bộ Supremium. Nhưng chưa có cái gì hết trơn hết á. Ta sẽ cần phải cường hóa cái bộ đồ này lên nữa. Cường hóa bộ đồ nó sẽ có những món này. Rồi bay được không? Không có bay được. Bộ đồ này không bay được. Vui à nha. Có cuốn sách hướng dẫn không? Mystical Agriculture. Mở lên coi trước. Ta gọi là đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng á. Mía đâu rồi? Sugar cane. Tại vì bộ đồ này khi mà làm được á, mình nhớ là nó có thể bay được. Nhưng mà tùy vào phần chơi coi tác giả có chỉnh sửa gì hay không. Để chúng ta coi cho nó chắc cú ha. Nếu mà nó không bay được thì phải cường quá. Áo giáp đâu? Áo giáp Essen Armor nè. Essen Armor có thể sửa được. Nó chỉ nói tới cấp độ này thôi. Inferium Essen không có nói cấp độ cao hơn hả? Đây rồi. Nó phải có những cái miếng nâng cấp nè. Đúng rồi đó. Phải có những miếng nâng cấp. Inner Tool Augment. Phải nâng cấp nó lên thì nó mới có được những cái khác. Có cái nào là Fly không? Fly là bay á. Mining Attack Tilting Water Jump Boost Ít thời Absorption Fallen No Fall Damage. Té xuống không mất máu. Ủa không có bài hả? Không có bài. Kiểm tra trong này coi. Coi đây cho nó dễ. Night Vision No Fall Damage Tilting Fly Augment. Rồi có không? Rồi search AD cho nó nhanh. Đó, nó đó, Fly Augment. Mắc quá. Thật là khủng khiếp. Rồi, bây giờ cần phải có 4 cái Nether Star, Inner Tool, 4 cái Supremium Essence. Muốn bay được cũng khó, đâu có đơn giản đâu, thấy không? Nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì mình đã có được một bộ áo giáp đỏ chót xịn sò nhất của Mystical Agriculture. Còn bây giờ, ta sẽ tạm dừng tại đây. Mình lấy các bạn trong tập kế tiếp. Bye bye.